xuống. Ồ, trời ơi, chị nhìn là chị biết hôm nay Kỳ dắt chị đi đâu rồi. Nhưng mà Kỳ giới thiệu với các bạn khán giả đi. Ủa nhìn sao không biết được. Bữa nay á, Kỳ sẽ dẫn Trang và các bạn đến câu lạc bộ nhiếp ảnh và du lịch. Ở đây là có những con người rất đam mê nghệ thuật và đam mê nhiếp ảnh. Đi. Chào anh. Chào anh chị. Tại vì em hôm nay em biết là nhóm mình có sinh hoạt ở đây á, nên em dẫn bạn đến đây để tham quan và giao lưu với nhóm. À. Nhưng mà em muốn coi mọi người. Ủa, anh đang chụp cái gì anh? Đang chụp cái toàn cảnh thành phố mà đứng ở bên góc hầm Thủ Thiêm nhìn qua mà. Em có nghe Kỳ giới thiệu thì nhóm mình là nhóm nhiếp ảnh và du lịch. Có thể giới thiệu sơ cho tụi em biết được không? Cái nhóm này là cái nhóm mà tập trung những bạn mà có chung cái đam mê sở thích về chụp ảnh. Dạ. Mà chủ yếu là nhóm này là ở Sài Gòn. Ở đây mọi người có thể thấy là có bạn đang chụp mẫu, bạn đang chụp cảnh, cũng như là có các anh chị đang chụp macro bên kia. Tiêu chí của nhóm này á, là chỉ cần là các bạn đam mê nhiếp ảnh và chịu khó đi chụp, chứ không phải ràng buộc trong một cái gói gọn trong một cái thể loại nào cả. Chính vì cái sự phong phú như vậy cho nên nhóm nó mới có khả năng mở rộng được hơn. Tên của nhóm mình là nhóm nhiếp ảnh nghệ thuật và du lịch, thì cái yếu tố du lịch trong cái nhóm mình là như thế nào anh? Thì cứ mỗi một tháng á, thì thường nhóm sẽ tổ chức các cái tour để mà đi đưa nhóm đi đến các cái địa phương, đến các cái vùng để mà mình chụp. Là đi phượt đúng không? Đúng rồi, một phần hợp phượt đúng rồi. Chưa kể là qua đó mình có thể khám phá thêm các cái văn hóa ở địa phương đó nữa. Dạ. Thì đây là một số các cái tác phẩm mà nhóm đã đi chụp rồi. Thì mọi người có thể thấy ở đây là một số hình ảnh, như là đây là chụp nhà thờ Bà Về Đêm. Khi mà nhóm mình chụp lại những cái bức ảnh nhóm như vậy thì có một cái nhà sản xuất nào họ mua lại không anh? Hiện tại thì bây giờ nhóm đang chụp theo tiêu chí là thỏa đam mê với lại sở thích thôi, chứ còn chuyện mà liên hệ với nhà xuất bản thì chưa tính đến. Mà cho em hỏi là nhóm mình có ai mình đã học ảnh nhiếp ảnh chuyên nghiệp hay không, hay là mọi người tự mày mò rồi trao đổi kinh nghiệm với nhau để mình có thể chụp ảnh? Dạ, cũng có một số người đã học qua các cái trường lớp bài bản, cũng có một số người là theo do đam mê, do sở thích mà họ tìm đến với con đường nhiếp ảnh. Thì chưa kể là khi mà tham gia vào nhóm á, thì những người đã học rồi họ sẽ truyền tải lại kiến thức lại. Vậy thì tức là em nghĩ là nhóm mình là chắc chắn là sẽ có website hay là fanpage gì đó trên Facebook đúng không anh? Đúng. Để có thể mọi người có thể giao lưu với nhau. Hiện tại giờ nhóm có một cái group ở trên Facebook. Các bạn gõ vào search nhiếp ảnh và du lịch thì các bạn sẽ tìm thấy group và có thể là tham gia thoải mái. Hiện tại thì thành viên của nhóm mình là khoảng bao nhiêu người ạ? 2006. 2006. Vậy là cái số lượng 2006 đó là của Sài Gòn hay là của 2006 thì sẽ có một số người của những cái tỉnh khác, chưa kể là trong những cái chuyến đi giao lưu á. Coi cái số lượng thành viên của nhóm á, thì Kỳ với Trang mới thấy là cái niềm đam mê về nhiếp ảnh đó là đang rất là được các bạn trẻ quan tâm. Thì nếu như các bạn trẻ nào giống như Kỳ mà đam mê nhiếp ảnh á, thì hãy vô Facebook của nhóm là nhiếp ảnh và du lịch để cùng tham gia. Kỳ. Mà khoan, trời ơi, hồi nãy á là mình nhìn thấy mấy anh chị là chụp hình là nhiếp ảnh nghệ thuật bằng những cái thiết bị hiện đại đúng không? Giờ Kỳ cũng có thiết bị hiện đại luôn mà, này là trào lưu chụp hình của giới trẻ luôn. Đâu trào lưu gì? Mà nó đơn giản hơn. Này. Trời ơi, cái cây selfie ai không biết. Gắn điện thoại cho anh vô. Kỳ cứ làm ra vẻ nguy hiểm không à? Tự sướng ai không biết. Nhưng mà mình tự sướng bằng thiết bị của xu hướng thời đại mới, mình phải biết cập nhật chứ. Chụp lấy hai không lấy hướng này nè, lấy hướng này nè. I'm killing every
đi ha. Ừ. Chị cất cái selfie. Ê, thôi, tự nhiên cất xe. Selfie Trang đang thích, thôi để Trang giữ cho, chứ để trong xe Trang sợ quá. Thôi, không sao đâu Trang ơi. Vespa mà, không bao giờ mà mất đồ được đâu. Thậm chí chiếc Vespa của mình mà dựng đây cũng không ai mở máy mà nổ lên được hết á. Tại vì Vespa có hệ thống là khóa tự chống chậm an toàn nè. Chậm mà không có chìa khóa thật của Vespa không bao giờ mà nổ máy được. Ồ vậy hả? Ừ, bởi vậy á, cất đồ trong cốp xe của Vespa an toàn lắm vụ. Ê, nếu mà nói vậy là tức là khi mà hả chợ mà nó xài chìa khóa giả là cũng không mở máy xe mình, không nổ máy được luôn đúng không? Đúng, tất nhiên Vespa mà. Ai vậy? Ừ. Thôi đi tiếp đi. Thôi cất đi. Đây, phiếu tặng đây. Mới nghĩ ra trò này vui lắm nè. Đúng, giao lưu mà còn học hỏi nữa. Cái này là ngày quốc kỳ mà. Bình thường bọn anh hay ra đây không? Nói chung bình thường có dịp lễ Tết hay là gì đó thì cũng hay ra vẽ. Thứ nhất là vì niềm đam mê, thứ hai là còn cái công việc học hành. Xuất phát từ đâu mà mình có cái niềm đam mê này vậy mấy anh? Thực ra mình có năng khiếu từ lúc học lớp 2, lớp 3 rồi. Dạ. Mình có đam mê từ khi còn nhỏ. Cho nên sau này mình quyết theo đuổi cái con đường mình đã chọn, đó là hội họa, kiến trúc. Hiện tại mình là sinh viên kiến trúc và mình mới ra trường năm vừa rồi. Anh, những người quen. Rồi, bạn Bảo Kỳ của em đây cũng là sinh viên kiến trúc, nhưng mà chắc là mấy anh học sát khoa hay là lớn hơn Kỳ nên chắc là không có biết. Ủa mà bình thường á, thời gian mà mình dành cho cái công việc này nhiều hơn cái việc học không anh? Tức là mình luyện kỹ năng hay... Như bạn biết, để mà vẽ được một tấm hình chân dung như vậy thì không phải là chuyện một sớm một chiều được. Tức là cần một quá trình rèn luyện về kỹ năng cũng như là về... Mình nghĩ là quan trọng nhất là đam mê. Đối với mình thì ngày nào mình cũng vẽ hết. Em muốn hỏi là cái niềm đam mê của từng người á, cái hội họa nó mang đến cái gì cho cái cuộc sống hoặc cái niềm đam mê của mình? Mình nghĩ là vẽ thì nó làm cho cuộc sống mình nghĩa hơn á. Mình cảm thấy cuộc sống nó có màu hơn. Nếu mình không vẽ thì chắc là nó vô vị á. Sẵn em cũng muốn hỏi luôn là khi mà mấy anh vẽ, tuy nhiên là bốn anh ở đây thì vẽ bạn nữ hồi nãy thì chắc chắn là mỗi người sẽ có một góc khác nhau. Thì cái con mắt nghệ thuật của mình nhìn như thế nào? Thực ra thì mà nói thì hội họa nó muôn màu. Một họa sĩ người ta mỗi cái style riêng, một cái cách đi riêng. Và cái đó gọi là cái đặc trưng riêng của mỗi người. Được xem rất là nhiều tranh rồi nè, rồi cũng nghe các anh chia sẻ về cái niềm đam mê cũng như là một số kiến thức về ngành hội họa. Thì bây giờ em gọi là không phải còn mơ ước nho nhỏ đó là mọi người có thể vẽ ký họa cho em được không? Kỳ nữa thì em phải vẽ cho em nữa. Trước nay tụi mình lưu ảnh lại với nhau bằng tự sướng rồi đúng không? Giờ là Kỳ vẽ Trang luôn. Vậy thì em sẽ qua đây ngồi rồi mọi người với Kỳ tặng em bức hình nha. Anh cho em mượn tấm bản nha. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. Kỳ giấu giấu giếm giếm không thôi, Kỳ tại vì là... anh Trang đặc biệt lắm Kỳ thì đó, bởi vì Trang biết rồi cho nên hình của Kỳ là Trang coi cuối cùng hay chị coi của anh này trước nha. Wow, bạn coi nè, giống Trang không? Cảm ơn anh. Rồi em coi tiếp của anh nha. Wow, cái
này là một cái cảm xúc khác của Trang nữa, khi mà hồi nãy hình như là lúc này em đang buồn ngủ đúng không anh? Em bây giờ là tới anh Trang. Anh về em. Wow. Đây các bạn coi nè, một cái gọi là sắc thái như kỳ hình còn của bạn. Ngay chưa xong á. Rồi. Bạn này là hồi nãy là cái góc thấy Trang ngồi bị tóc che mặt á. Vậy thì có mắt với lại tóc thôi à. Cảm ơn bạn nhé. Bây giờ là kỳ đúng không? Cho coi đi. Thôi. Thôi, tại vì mình không dễ nhau á, nên giờ dễ nhau cái người nó ngại á. Không sao đó. Còn vừa kỳ có dễ xấu không mấy anh chút, chứ không chê, chê hứa luôn á, hứa mà. Hứa là không có giận nha. Thiệt, thiệt. Hứa là không có giật mình á. Ừ. Nè. Biết luôn á. Là... Ủa là sao? Giống không anh? Giống không anh? Ủa, ốm chưa? Ốm.